Thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2002, tại thành phố Daejeon của Hàn Quốc, những người hâm mộ bóng đá nước này đã vỡ òa trong niềm vui sướng trước chiến thắng đầy bất ngờ của đội nhà trước đội tuyển Ý trong kỳ World Cup 2002. Còn những trang tin về bóng đá uy tín nhất trên toàn cầu thì ngay lập tức dùng những từ ngữ này để miêu tả về trận đấu giữa Hàn Quốc và Ý nói riêng và kỳ World Cup 2002 nói chung. Bê bối trên sân cỏ, những cú sốc và sự xấu hổ, giải đấu gây tranh cãi nhất, tham nhũng. Còn trọng tài của trận đấu giữa Hàn Quốc và Ý cho đến 20 năm sau vẫn bị báo chí xéo tên là cơn ác mộng của nước Ý. Nhưng liệu World Cup 2002 có xứng đáng với cái tên giải đấu tài tiếng nhất mà truyền thông đã gắn mác? Năm 2002 là kỳ World Cup của những lần đầu tiên. Đây là giải đấu đầu tiên được tổ chức bên ngoài châu Âu và Mỹ Latin, cũng là những khu vực đã tổ chức World Cup luân phiên kể từ năm 1958. Cũng là lần đầu tiên năm châu lục đều có đại diện vào được vòng tứ kết. Và quan trọng nhất, đây là giải đấu đầu tiên được hai quốc gia đồng tổ chức. Ban đầu Trung Quốc mới là ứng cử viên châu Á được FIFA ưa thích. Tuy nhiên, những lo ngại về nhân quyền và hậu cần đã khiến FIFA loại bỏ Trung Quốc, đồng thời đặt Nhật Bản và Hàn Quốc lên bàn cân. Hai quốc gia này đã trải qua một giai đoạn cạnh tranh gay gắt trước khi Nhật Bản miễn cưỡng đồng ý hợp tác để cùng tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh với Hàn Quốc. Việc đồng tổ chức này là do không quốc gia nào có đủ cơ sở hạ tầng để tự tổ chức giải đấu. Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, đại biểu FIFA Alan Rottenberg đã cho rằng đây là một quyết định phù hợp về mặt chính trị. Nếu thành công, việc World Cup được đồng tổ chức bởi hai quốc gia vốn không có sự hữu hảo trong quan hệ ngoại giao sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn. FIFA vốn đã kỳ vọng rằng bóng đá có thể tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, thực tế lại đang đặt ra một thách thức lớn cho kỳ vọng của FIFA. Vì ngay từ đầu, hai quốc gia này đã vận hành các ủy ban tổ chức riêng biệt, chứ không thống nhất, đoàn kết như FIFA vẫn hằng mong muốn. Mọi thứ trở nên hỗn loạn ngay từ khâu khẩu hiệu. Nhật Bản đã bí mật thay đổi khẩu hiệu chính thức thành World Cup 2002 Japan Korea trong tiếng Nhật, thay vì là Korea Japan như đã thỏa thuận ban đầu. Sự kiện này vượt xa khỏi khuôn khổ một giải đấu bóng đá thông thường, dần trở thành một cuộc thi xem ai có thể làm tốt hơn. Một điểm mạnh cho sự ganh đua này chính là hai quốc gia thi nhau xây dựng những sân vận động hàng đầu để được đánh giá là tốt hơn quốc gia còn lại. Có thể nói đây là một cuộc chạy đua đầy drama giữa hai quốc gia đồng đăng cai tổ chức trên mọi phương diện. Giải đấu này xứng đáng với từ drama, vì ngay cả khi trái bóng còn chưa kịp lăn thì những câu chuyện ngoài lề đã khiến người hâm mộ bóng đá trên cả thế giới phải dõi theo. Khi giải đấu bắt đầu cũng là thời điểm mà những bất ngờ diễn ra. Cú sốc lớn đầu tiên là khi Senegal, một đội tuyển nhỏ bé từ châu Phi, đánh bại đội đương kim vô địch Pháp ngay trong trận mở màn. Papa Boba Diop là người ghi bàn ấn định tỷ số 1-0 và cũng góp phần mang tới một lời nguyền mà mãi tới World Cup 2022 mới được Pháp hóa giải. Lời nguyền ấy nêu rõ, đội nào vô địch ở kỳ World Cup trước đó thì họ sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Không chỉ có Pháp, việc những đội bóng lớn khác như Argentina và Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng đầu cũng khiến World Cup 2002 trở nên khó tin. Duy nhất chỉ có Brazil là thể hiện được phong độ cao với sự tỏa sáng của bộ ba Rivaldo, Ronaldinho và Ronaldo. Còn hai quốc gia chủ nhà thì sao? Cũng không kém phần bất ngờ. Nhật Bản đã đứng đầu bảng nhưng bị loại ở vòng 1/8 bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Hàn Quốc đã làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết, tạo nên cơn sốc World Cup trên khắp cả nước. Tuy nhiên, chiến thắng của họ cũng được nhiều trang tin nói rằng đậm tính ngoại giao, do đã hưởng lợi từ nhiều quyết định gây tranh cãi của các trọng tài, đặc biệt là trong các vòng đấu loại trực tiếp. Chú ý hơn, bình luận viên bóng đá huyền thoại Giorgio Tosati đã viết trên một tờ báo rằng Ý bị loại khỏi một kỳ World Cup bẩn thỉu, nơi mà các trọng tài và trợ lý trọng tài được sử dụng như những sát thủ.
Từ đây, một số thuyết âm mưu đã được nhiều trang tin uy tín đưa ra rằng FIFA đang loại hết các đội mạnh để giúp đội chủ nhà ở lại lâu hơn với giải đấu. Nhiều nguồn tin cho rằng FIFA mong muốn mở rộng thị trường bóng đá tại châu Á và đổi lại các quốc gia chủ nhà như Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ được hưởng một số ưu ái trong các giải đấu quan trọng này. Điều đó đồng nghĩa với việc FIFA đang ưu tiên tham vọng của mình hơn là tính toàn vẹn của giải đấu. Việc FIFA ưu tiên để đội chủ nhà tiến sâu vào các vòng trong của World Cup có thể phục vụ các lợi ích chiến lược như tăng cường sự ủng hộ và hứng thú từ người hâm mộ địa phương, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá ở khu vực đó và tạo ra lợi ích kinh tế thông qua việc bán vé, quảng cáo và truyền hình. Giả thuyết này tương đối hợp lý vì theo bài viết từ Sky Sports, khi so lại tiền lệ trong lịch sử, các quốc gia chủ nhà thường có lợi thế vượt trội khi thi đấu trên sân nhà và thường có thành tích tốt hơn dự kiến. Đồng thời, sự hiện diện mạnh mẽ của đội chủ nhà trong giải đấu cũng có thể giúp FIFA xây dựng và củng cố thị trường bóng đá tại châu Á. Tuy nhiên, trước những giả thuyết và nhận định đó, Sepp Blatter khẳng định rằng những sai lầm là do con người chứ không phải cố ý. Đầu tiên, không thể phủ nhận rằng đội bóng xứ Kim Chi đã có một kỳ World Cup cực kỳ thành công trên sân nhà khi lọt vào đến vòng 4 đội mạnh nhất. Nhiều trang tin về bóng đá uy tín đã cho rằng sự thành công của họ có thể có sự đóng góp lớn đến từ trọng tài. Một trong những trận đấu gây nhiều tranh cãi nhất ở vòng bảng là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha. Trọng tài Angel Sanchez là người điều khiển trận đấu này đã rút ra hai thẻ đỏ và không công nhận bàn thắng của Bồ Đào Nha. Cuối cùng, đội bóng phải chịu thất bại trước Hàn Quốc với bàn thắng duy nhất của Park Ji-sung, giúp Hàn Quốc tiến vào vòng knock-out. Khi Hàn Quốc tiến sâu vào giải đấu, những nghi ngờ về việc dàn xếp càng trở nên rõ ràng. Trận đấu ở vòng 1-8 đã gây ra cú sốc lớn với người hâm mộ. Các cầu thủ Hàn Quốc liên tục sử dụng lối chơi thô bạo để thi đấu với Ý, nhưng trọng tài dường như bỏ qua nhiều pha phạm lỗi rõ ràng, đặc biệt là trong vòng cấm. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ dành cho Totti vào phút 103. Tiền vệ của AS Roma đã bị đốn ngã thô bạo trong vòng cấm. Tuy nhiên, không có pha đền cho Ý, mà thay vào đó là chiếc thẻ vàng thứ hai cho Totti vì lỗi ăn vạ. Hàn Quốc cuối cùng cũng ghi được bàn duy nhất từ pha đánh đầu của An Dung Hoan. Kết quả là Ý bị loại, dù sở hữu đội hình mạnh với những tên tuổi như Vieri, Cannavaro, Maldini và Buffon. Điều tương tự cũng tiếp tục diễn ra ở tứ kết với Tây Ban Nha. Theo thống kê, đội tuyển Tây Ban Nha đã phải chịu 22 pha vào bóng thô bạo từ các cầu thủ Hàn Quốc. Do vậy, đội chủ nhà chỉ bị phạt một thẻ vàng. Tuy nhiên, thay vì xử lý nghiêm khắc những pha phạm lỗi của Hàn Quốc, trọng tài Gamal Al-Ghanour người Ai Cập lại rút thẻ vàng cho hai cầu thủ Tây Ban Nha là Javier Pedro và Fernando Morientes chỉ vì lỗi phàn nàn nhiều. Đỉnh điểm là việc trọng tài từ chối hai bàn thắng hợp lệ của Tây Ban Nha. Ông nhận định bóng đá đã đi hết đường biên ngang trước khi Joaquin tạt bóng cho Morientes đánh đầu tung lưới thủ môn Lee Won-jae. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lại tình huống, các chuyên gia đều nhận định quyết định của trọng tài chỉ là sự tưởng tượng quá đà. Kết quả là Hàn Quốc đã hạ gục Tây Ban Nha trên chấm phạt đền sau khi đã thực hiện thành công cả 5 quả penalty. Nhưng dù sao, kết quả vẫn là Hàn Quốc được đi tiếp. Tại bán kết, các cầu thủ Hàn Quốc không còn đủ sức để gây khó dễ cho đội tuyển Đức. Nhưng người hâm mộ Hàn Quốc không chịu thừa nhận mà lại có những hành động phản cảm khi mang hình ảnh châm biếm của các cầu thủ Đức như Miroslav Klose, Oliver Kahn đến trận đấu với mong muốn khiến họ chùn bước phần nào. Dù vậy, mục đích này thất bại hoàn toàn khi Michael Ballack ghi bàn duy nhất ở phút thứ 75, chấm dứt giấc mơ vô địch của Hàn Quốc. Trong mắt nhiều người hâm mộ chân chính, World Cup 2002 đã để lại một dấu ấn cực kỳ tiêu cực bởi những bê bối liên quan đến trọng tài. Liệu việc tất cả các trọng tài trong các trận đấu của Hàn Quốc đều có những quyết định sai lầm nghiêm trọng là một sự ngẫu nhiên, hay đó là kết quả của một sự sắp xếp có chủ đích? Tất nhiên, FIFA vẫn một mực khẳng định đó là lỗi do con người chứ không hề có sắp xếp. Tuy nhiên, năm 2015, sau khi bê bối về tham nhũng của FIFA gây chấn động truyền thông, thì các thông tin về kỳ World Cup 2002 một lần nữa cũng bị lật lại. Cụ thể, vào năm 2015, một tờ báo hàng đầu của Ý đã tuyên bố rằng trọng tài người Ai Cập điều khiển trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hàn Quốc đã được chỉ định bởi quan chức FIFA Jack Warner. Thậm chí, theo trang tin bóng đá Plus, phần thưởng cho vị trọng tài Ai Cập là một chiếc xe hơi cáu cạnh.
Và tất nhiên, những trận đấu khác giữa Hàn Quốc với Ý hay Bồ Đào Nha cũng ngay lập tức được xem xét lại. Các tin đồn cũ cũng liên tục được nhắc lại. Mặc dù nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới coi World Cup 2002 là một sự thất vọng lớn, tuy nhiên với Hàn Quốc, đó lại như một tia sáng le lói chiếu cuối đường hầm, dẫn họ đi về nơi tốt đẹp hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến hàng nghìn người mất việc làm, đồng thời khiến nhiều công ty trên khắp Hàn Quốc phá sản. Một vài năm sau, tình hình cũng không khá hơn là bao. Nhưng đến năm 2002, người dân Hàn Quốc đã nhận được nguồn động viên tinh thần lớn khi đội tuyển bóng đá quốc gia của họ vượt qua nhiều thử thách để tiến vào vòng bán kết World Cup. Sự trỗi dậy của bóng đá đã đưa Hàn Quốc đến một trạng thái hưng phấn và tự hào dân tộc mà cho đến tận ngày nay, người dân Hàn Quốc vẫn ghi nhớ mãi. Cho Sang-hun, cựu phóng viên của tờ The Korea Herald và hiện là trưởng văn phòng của tờ New York Times tại Seoul cho biết, tinh thần chúng ta có thể làm được đã đoàn kết toàn bộ đất nước. Theo lưu trữ của Viện Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc, khoảng 500.000 người đã đổ ra đường trong trận đấu vòng loại đầu tiên với Ba Lan. Còn khi Hàn Quốc đối đầu với Đức ở bán kết, con số này đã tăng vọt lên hơn 2 triệu người. Vào thời điểm đó, các cầu thủ được đối xử như những người hùng. Họ thậm chí còn được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu năm 2006. Vậy nên dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, thì những trận đấu ấy vẫn thật sự đặc biệt với người Hàn Quốc. Hơn cả một chiến thắng, nó còn tượng trưng cho sự quyết tâm, cố gắng, lòng tự hào dân tộc và một chút kỳ tích. Vậy nên, không một lời chỉ trích nào từ phía châu Âu có thể làm lu mờ chiến dịch World Cup vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Để đưa ra một đánh giá khách quan cho câu hỏi kỳ World Cup 2002 có thực sự tệ, chúng ta cần đưa các tiêu chí lên bàn cân và so sánh chúng với những kỳ World Cup trước. Đầu tiên hãy nói về chất lượng bóng đá. World Cup 2002 chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, chẳng hạn như sự trở lại của Ronaldo sau chấn thương để dẫn dắt Brazil đến chức vô địch với 8 bàn thắng. Như đã nói ở trên, cũng có nhiều trận đấu hấp dẫn và bất ngờ như Senegal đánh bại Pháp ở trận mở màn. Tuy nhiên, bất ngờ quá cũng không hẳn là một điều tốt. Việc nhiều đội bóng lớn như Pháp, Argentina và Bồ Đào Nha bị loại sớm dẫn đến sự thiếu vắng các trận đấu giữa các đội mạnh ở các vòng sau. Một số người hâm mộ và nhà phê bình cho rằng chất lượng bóng đá ở các vòng sau không cao bằng các kỳ World Cup khác do sự vắng mặt của những đội bóng này. Trang This Football Times đã cho ý kiến rằng vào thời điểm đó, không ai thấy Đức là một đội tiềm năng cho chức vô địch. Tuy nhiên ngay sau đó, những sự kiện xảy ra bắt đầu mang lại sự thuận lợi cho Đức. Ba trong số những ứng cử viên hàng đầu trước giải đấu, Argentina, Pháp và Bồ Đào Nha, đã bị loại ngay từ vòng bảng, mở ra con đường dễ dàng hơn cho Đức. Thậm chí trang này còn thẳng thừng nói rằng, có thể nói, giải đấu này không được ghi nhớ nhờ những trận đấu kinh điển và chất lượng bóng đá cao như nhiều mùa giải khác. Vì thực tế, chẳng có trận đấu nào thực sự được người xem nhớ tới. Không thể phủ nhận rằng, kỳ World Cup 2002 đã gây thất vọng với nhiều người hâm mộ vì những màn biểu diễn chưa thực sự mãn nhãn, thiếu tính kịch tính. Thứ hai, hãy cùng điểm qua công tác tổ chức. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại châu Á và lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi hai quốc gia. Cả hai quốc gia đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng tốt và mang lại sự trải nghiệm mới mẻ cho giải đấu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai quốc gia khiến việc di chuyển và tổ chức các trận đấu trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Người hâm mộ và các đội bóng phải di chuyển qua lại giữa các địa điểm thi đấu ở hai quốc gia, gây ra những khó khăn về mặt hậu cần mà không kỳ World Cup nào trước đó phải đối mặt. Thứ ba, hãy cùng so sánh về khía cạnh trọng tài và tính công bằng. Như đã nói ở trên, kỳ World Cup 2002 bị nhiều chuyên gia đánh giá là kém công bằng do các quyết định đến từ phía trọng tài. Nhưng trên thực tế, đây không phải là kỳ World Cup đầu tiên gặp phải vấn đề này. Vào năm 1966, trận chung kết giữa Anh và Tây Đức đã gây ra những tranh cãi nổi tiếng nhất trong lịch sử World Cup là bàn thắng ma của Geoff Hurst. Bàn thắng này được công nhận dù nhiều người cho rằng bóng chưa hoàn toàn qua vạch vôi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 cho Anh và tranh cãi về bàn thắng này vẫn kéo dài nhiều năm sau đó. Tiếp theo, năm 1986, trong trận tứ kết giữa Argentina và Anh, Maradona ghi bàn bằng tay, những trọng tài đã công nhận bàn thắng. Trận đấu này kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Argentina và họ tiếp tục giành chức vô địch. Thậm chí 36 năm sau, trái bóng được chạm tay Maradona đã được đưa ra để đấu giá. Tới năm 1998, tại vòng bảng, trận đấu giữa Brazil và Na Uy
cũng có một quả phạt đền gây tranh cãi được trao cho Na Uy, dẫn đến chiến thắng 2-1 của họ trước Brazil trong vòng bảng. Quyết định này của trọng tài đã bị nhiều người chỉ trích là không chính xác. Tuy nhiên, tranh cãi này không lớn và không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc của giải đấu. Còn về di sản và ảnh hưởng lâu dài thì sao? Đối với Hàn Quốc, World Cup 2002 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá nước này, nâng cao tinh thần dân tộc và khuyến khích phát triển bóng đá tại châu Á. Tuy nhiên, trên toàn cầu, World Cup 2002 lại bị nhớ đến nhiều hơn vì những tranh cãi và bê bối, làm lu mờ các khoảnh khắc thể thao tích cực của giải đấu. Vậy cá nhân bạn nghĩ sao về câu hỏi liệu kỳ World Cup 2002 có phải là giải đấu bóng đá tài tiếng nhất thế kỷ 21?